trên đường hướng về Minh Long nữa, thì ơi, xã Minh Long, huyện Trân Thành ha. Đây đường hiện bây giờ đang làm lại tất cả đây. Đường hồi xưa cũng nhỏ, bây giờ họ đang mở rộng ra và làm ngoài tiền lại đường. Kết nối giữa Bình Phước và Tây Ninh, đường này đi về từ Tây Ninh các bạn. Huyết mạch nối từ Bình Phước về tới tỉnh Tây Ninh. Giờ mở rộng là đẹp quá. Hai bên đây là này cũng là hai bên đường là đường 20 thước của người dài 20 thước ha. Dầu vào giờ này cũng là giờ hoàng đạo rồi.
À, chị ơi cho em hỏi nhà bác thám sĩ gần đây không chị? Ôi giờ đi ngược ra lại hả chị? Quẹo phải. Ủa là sao chị? Là từ hẻm 35 đứng ở ngoài là hẻm 35 đúng không chị? Dạ dạ, dạ em cảm ơn chị nhiều. Để tìm nhà đủ quá. Anh ơi cho em hỏi cái hẻm 35 là ở đây hay trên kia vậy anh? Ủa dạ cảm ơn. Dạ dạ dạ. Thank you.